Rồi, lại tiếp tục clip. Rồi, quay cho anh em nha. Cái clip trước thì giới thiệu chi tiết cái đôi loa cây của hãng Gia. Đôi loa này thì vẫn nói nguồn gốc là mua lại của bác khách, cho nên giá cũng rất là hợp lý. Bác nhường lại để bác lấy cái đầu đai và đồ phụ kiện, đồ chơi của em, thì em mua lại cho bác để ủng hộ bác, để bác lấy các đồ chơi của em. Thì bây giờ em mua lại được giá tốt thì em cũng bán lại cho anh em giá tốt. Anh em nào có nhu cầu một đôi loa cây cao 90 phân, bát 25 bên hông, lực công lực luôn, bát trước là 16 một chép nữa. Đấy, nói chung là ba loa, dòng loa ba quay, hát karaoke nghe nhạc đều ok. Nói chung là tuyệt vời. Và bây giờ thì clip trước là giới thiệu chi tiết, bây giờ clip này là giới thiệu chất âm. Mời anh em nghe hát hò này, karaoke này, các kiểu này. Đôi loa rất là còn rất là đẹp anh em ạ. Thật là còn rất đẹp. Còn rất đẹp, quay chi tiết cho anh em. Em còn chưa lau chùi gì cả đâu. Đây là nguyên bản của bác khách. Nhưng mà còn rất đẹp, vỏ Việt các kiểu rất đẹp. Nó loa bãi cũ theo thời gian, nhưng mà thế này là quá đẹp rồi. Bây giờ em mở cái đầu V6 đánh đôi loa này cho anh em nghe nhé. Đang chỉ đánh một đôi này thôi nhá. Còn em tắt hai loa hai bên này rồi. Em bật lên cho anh em nghe. Cực kỳ công lực luôn. Hai bên hông là hai bát 25. Đây ạ. Đây là hai bên hông ạ. Đánh tách tách luôn. Đấy, hai bên hông. Bên hông là hai loa trước, đánh phê thật. Nghe thực tế ngoài bản tức cực luôn. Volume đang để 1/3, tăng volume lên tí nhá. Nhà hát hò karaoke đều được, mà đôi loa thì giá tiền thì rất là bình dân cho anh em chơi, bởi vì em mua được rẻ thì em bán lại rẻ thế thôi. Loa thì cực chất. Mang các con, mang các con nghe rất sướng. Bây giờ em từ cái nhạc, từ nhạc bốc bây giờ em chuyển sang nhạc nhạc nhẹ nhá. Nhạc vàng nhá. Rồi, chuyển sang nhạc vàng, em đọc vào thẻ nhớ này. Thế lỗi. Những chiếc hôn vùng trộn, những dòng tin nhắn mỗi đêm là lời. Em biết bây giờ anh đã có một người mới. Nhưng em sẽ đưa dõi theo và lặng im như không biết gì. Em muốn thấy
thật. Đôi loa rất được vì cho anh em đang có cơ hội sắm loa thì nên sắm. Còn đôi loa cây bãi thực chất đánh tốc lực. Nghe hay bài đẹp, karaoke, nghe nhạc đều được anh em ạ. À, chuyển bài khác nha. Em muốn thấy vai diễn của anh sẽ đi về đâu. Đừng mong em tìm điều gì. Đình Cha, Ngọc Sơn. Quay cho nó đủ thể loại để anh em nghe chất âm của cái con loa này. Anh em nghe hết clip để anh em cảm nhận được một đôi loa giá cực kỳ bình dân mà đưa lại cho mình cái sự hài lòng, thế là được rồi. Chứ chơi âm thanh thì không nên đua đòi nhau. Tình cha ấm áp như bờ thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha xa dấu. Đôi loa cây quá hay, giá cả lại bình dân. Và còn loa cao to đẹp trai. Những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phải trong lòng. Bát 25, bát 16, một chép 10, tuyệt vời. Thật bản cái đôi này gần như là tính chỉ tính tiền loa, không tính tiền thùng. Thùng quá gấu luôn. Thùng quá gấu anh em ạ. Đang đánh một đôi loa của... Ok, clip hơi dài dòng một tí, anh em thông cảm. Nếu anh em nào cảm thấy thích thì lại ấn nút like, ấn nút đăng ký, chia sẻ giúp em nhá. Em hẹn gặp lại anh em một clip sau. Quá hay luôn. Đêm cuối Ngọc Sơn. Tiếng bản nó thả, mỗi lần nó lên cao trào nó thả tiếng bản như rồi bom luôn. Bình dân mà hay là được, quan chả quan trọng gì. Nhiều tiền thì chắc là hay. Dân nghèo chơi như vậy thôi. Ủa đấy, đấy, cái bài dễ sương. Thực ra ai có điều kiện nghe thực tế mới thích, mới nhận biết được hết cái âm. Cho mình quay điện thoại thì dẫu sao đâu, không thể khai thác hết được. Ở ngoài đời ấy, ở ngoài thực tế nghe tiếng bạc nó thả ấy, sướng lắm. Đường chia đôi ngã xa xôi mịt mùng. Rồi, em cảm ơn toàn thể nhé.